Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020 mình có một cái video là hướng dẫn các bạn nhận năm token có kèo là AUR nha bạn. Thì bạn nào đã có từng chatbot dự án này thì các bạn đây là bước cuối cùng để mình thu hoạch nha các bạn. Thì bước này là các bạn điền link form để token nó phân phối về ví mình nha bạn. Thì đầu tiên thì các bạn trước kia các bạn đã chatbot trên Telegram nào thì các bạn điền lại username Telegram đó các bạn. Mình trước kia là anh 4 số 1 nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ TRC20 nha các bạn. Thì chạy trên nền tảng của TRX thì các bạn có thể dùng địa chỉ trên ví Tronlink hoặc là địa chỉ TRX trên ví Chocolate nha các bạn. Mình thì mình dùng địa chỉ ví Tronlink các bạn. Thì trên địa chỉ ví Tron hiện tại trong web update hay gì ta. Các bạn đây mình coi có token nào vậy cho các bạn. Lâu quá lâu mình cũng không có vào ví Tron của mình nữa. Token gì đâu không về. Tôi cần gác gì không các bạn ơi. Khoan các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn nhấp vào địa chỉ TRX của mình nè các bạn. Hoặc là các bạn copy địa chỉ trên đây nè. Khoan các bạn chờ xíu mà. Các bạn copy địa chỉ trên đây cũng được nè. Rồi các bạn bắt up lại nha các bạn. Các bạn dán địa chỉ TRX của mình vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chuyệt bấm gỡ nha các bạn. Xong tất cả các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn rút con token ARX đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.